Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 1331, Thu Gạch, 4. Ngọn lửa khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra. Tế cẩu kiếp sợ không thôi, chỉ cho rằng Phương Tri Hành muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng người bên trong thành còn chưa biết cậu ta mà, hiện tại tàn sát hàng loạt cũng vô dụng, vù vù vù, bỗng nhiên, ngọn lửa ngập trời ngưng tụ thành một quyển lửa khổng lồ bao phủ vào bên ngoài tường thành của châu thành ngọn lửa từ từ dâng lên cao tới vài trăm thước tạo thành một vòng tường lửa trong giây lát bên trong thành giống như biến thành một lò vi sóng khổng lồ nhiệt độ nhanh chóng tăng lên hơi nước nhanh chóng bốc lên con đường nóng đến nứt đất mọi người bị nướng mồ hôi như mưa dân chúng toàn thành quá sợ hãi đều đi ra khỏi nhà từng người nhìn tường lửa ngoài thành chịu chấn động to lớn cùng lúc đó người tu hành trong thành như gặp phải đại địch người tu vi cao nhất chính là một ông lão cảnh giới đại thừa. Lúc này, ông lão đại thừa kinh hãi muốn chết, không chút nghĩ ngợi liền bay lên, xông thẳng lên trời, ý đồ chạy thoát khỏi châu thành. Nhưng mà, ông vừa bay đến giữa không trung, một luồng sóng nhiệt lập tức đánh úp lại, nhiệt độ cao khủng bố không cách nào hình dung, y bào thiêu đốt, tóc và lông mi cuộn lại, làn da vô cùng đau đớn. 2. Ông lão đại thừa không cam lòng kêu một tiếng, rơi xuống cực kỳ nhếch nhác. Những người tu hành khác cũng không muốn ngồi chờ chết, chen lấn sông đến bốn phương tám hướng tìm kiếm đường ra. Đáng tiếc, quyển lửa không có gốc chết, cả châu thành đã trở thành cá trong chậu. Lão Phu châu Hoán Xuân chính là châu mục của Nguyên Thanh Châu, xuất thân từ thành Nam Cung, xin hỏi là vị tiên nhân nào đại giá quan lâm, ông lão đại thừa rung giọng hô. Giọng nói này tiếng như sấm sét truyền khắp từng góc của thành. Sau nháy mắt, ngoài tường thành thông thả dâng lên một bóng dáng vạm vỡ khổng lồ dân chúng toàn thành vương dài cổ trừng mắt há miệng kìm lòng không đậu xuất hiện sợ hãi không cùng vô tận huyết hoàng phương tri hành thi triển pháp thiên tượng địa thân hình vạn trượng đứng vững ở ngoài thành khủng bố như cùng tình cảnh này chấn động mọi người đến đỉnh điểm ta là tiên nhân phương tri hành còn không quỳ xuống dập đầu phương tri hành lạnh nhạt nói ông lão đại thừa bị dọa sắp tiểu Sợ hãi nói, vãn bối bái kiến tiên nhân. Ba dập chín bái, dập không ngừng, dân chúng toàn thành vội vàng quỳ xuống theo, ai nấy cũng câm như hến, dập đầu như giả tỏi. Thời gian trôi qua từng phút. Mỗi người không ngừng dập đầu, dập đủ một trăm cái. Một giả định trước tương lai của tất cả mọi người trong một thành phố sở hữu trên ngàn vạn nhân khẩu, toàn bộ đều thành hiện thực, đã hoàn thành. Hai giết chết hoặc chiến thắng đồng cấp sinh mệnh mười người, hai phần mười. Phương Tri Hành vừa lòng cười. Tế cậu thấy vậy, hoàn toàn cạn lời. Phía trước nó nghe Phương Tri Hành và Thi Vân Hủy thảo luận nhiều như vậy, càng nghe càng mơ hồ. Nó cho rằng điều kiện một muôn vàng khó khăn, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, gần như là không thể. Không ngờ. Má nó, chỉ như vậy, có lẽ Phương Tri Hành đã sớm nghĩ tới cách này, nhưng cậu không xác định cách này có hiệu quả không. Thẳng đến khi Thi Vân Hủy chỉ điểm bến mê, lúc này mới khiến cậu có mười phần nắm chắc ngay sau đó phương tri hành thu pháp thiên tượng địa dập tắt tiên hỏa lặng yên rời đi nhưng trải qua cảnh tượng này cậu để lại trong lòng mọi người ở nguyên thanh châu thành bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa giống như một cơn ác mộng không thể xua đi phương tri hành không chút để ý đối với điều này lái thất thải tường vân lang thang trong khu vực thiên lương quốc hai ngày sau bắc duyệt châu phương tri hành phá không bay tới đến trên không châu thành lập tức phát hiện trên thành này cũng có một con rắn độc lạnh lẽo đang nằm. Cậu nhanh chóng xác nhận. Quả nhiên, trong thành có một vị tiên nhân chiếm cứ, có lẽ tu vi là. Người nào đang lén lúc nhìn trộm lão phu. Một tiếng gầm đột nhiên vang vọng trong trời đất. Chỉ thấy một ông lão râu bạc áo bào trắng bay lên trời, khí thế mạnh mẽ, hùng hổ dọa người. Phương Tri hành liếc nhìn đối phương, khinh thường nói, hơi yếu. Ông lão râu bạc sửng sốt, đánh giá phương tri hành vẻ mặt kinh nghi bất định chần chờ nói lão phu là nam cung tuần tu sĩ của thành nam cung các hạ là phương tri hành đứng khoanh tay khẽ thở dài chân mũi cũng là thịt ta đến khiêu chiến với ông nam cung tuần cười nhạo một tiếng tên cũng không dám báo cũng dám khiêu chiến với lão phu phương tri hành hừ cười nói có khả năng là ông không có tư cách biết danh hiệu của ta không nam cung tuần nhất thời thẹn quá thành giận sát tâm nổi lên ông ta nâng tay, một thanh tiên kiếm bay ra. Nhìn thấy Nam Cung Tuần chậm rãi xuất kiếm thì khóe miệng của Phương Tri Hành hơi vẫn lên, giữa hai đầu lông mày đều là xem thường. Đương nhiên, thật ra Nam Cung Tuần không hề chậm, chỉ có điều ở trong mắt của Phương Tri Hành thì ông ta rất chậm. Trấn ngục già tỏa. Lúc ngay Nam Cung Tuần rút kiếm ra khỏi vỏ thì Phương Tri Hành đã ra tay. Một xiềng xích sắt thép thình lình hiện ra, vây chặt lấy cổ và cổ tay trái phải của ông ta sức nặng kinh khủng đè ép lên cổ khiến đầu của nam cung tuần cúi mạnh xuống ngã quỵ về phía trước nam cung tuần thất kinh vội vàng đâm kiếm xuống mặt đất chống đỡ thân thể lúc này mới không ngã sấp nặng quá đi nam cung tuần không ngóc đầu lên được cái cổ cứng đờ tại chỗ mồ hôi tuôn như mưa sắc mặt nhanh chóng trắng bệch đạo hữu có chuyện gì nói từ từ nam cung tuần quả quyết thừa nhận khiếp sợ sợ hãi nói lão phu có mắt không trồng trong lúc vô ý đã mạo phạm đến đạo hữu, xin đạo hữu thứ lỗi cho. Phương Tri hành ngoảnh mặt làm ngơ, vương tay đoạt lấy tiên kiếm, túi trữ vật với các loại vật phẩm trong tay của Nam Cung Tuần. Thanh kiếm này chỉ là cấp 9. Phương Tri Hành không khỏi thất vọng, trong thanh tiên kiếm này rất ghê gớm, kết quả phẩm cấp của nó còn không bằng tam tiêm lưỡng nhận đau. Ngay sau đó, cậu vung kiếm chẻ lồng ngực của Nam Cung Tuần, phóng ra một dòng tinh huyết hòa nhập vào trong kim sắc huyết hà. Tâm kiếm thần quyết kiếm pháp tổ truyền của nam cung thế gia dùng theo ý mình thay đổi thất thường tinh diệu vô song ừm cũng chỉ như vậy thôi phương tri hành lại thu vào một bộ kiếm pháp kiếm pháp này đến từ thành nam cung một trong ngũ đại tiên thành mà thành nam cung thuộc nam cung thế gia một gia tộc tu tiên cực kỳ cường thịnh thậm chí có thể nói nam cung thế gia là bộ tộc thổ dân mạnh nhất trên bạch thu tinh chỉ là với mắt nhìn của phương tri hành tất nhiên là không thèm để ý đến bộ am, tâm kiếm thần quyết, này, có chút bất phàm nhưng không nhiều cho lắm. Chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không? Trong lòng của Phương Tri Hành than nhẹ. Cậu nhanh chóng hút khô tinh huyết của Nam Cung Tuần, ép khô tất cả mọi thứ của ông ta. Nam Cung Tuần suy sụp ngã xuống giống như con chó chết, mặt xám như tro tàn, sâu trong ánh mắt chất chứa vẻ oán độc. Ông ta tu hành túc mệnh ở Châu Thành Nguyên Thanh, không ngừng thu hoạch người khác, tích lũy vốn liếng khổng lồ. Nào ngờ đánh thua, lại bị Phương Tri Hành thu hoạch sạch sẽ. Nếu như nói ông ta là nhà tư bản tài chính, dựa vào đầu tư, khoản tiền cho vay, đánh bạc, kiếm được rất lớn, kiếm đến đầy bát đầy chậu. Vậy thì Phương Tri Hành chính là một tên cướp nên giết, thông qua thủ đoạn bạo lực, cướp đi tài phú mà ông ta đã hao phí nhiều năm tích lũy. 2. Giết chết hoặc chiến thắng 10 sinh mệnh cùng cấp, 3 phần 10. Phương Tri Hành cười thỏa mãn, không thèm để ý đến nam cung tuần mà xoay người rời đi hơn nửa ngày sau một người một chó đột nhiên đáp xuống châu thành của trì khâm châu không lâu sau trong thành có cao thủ nam cung hoặc túc mệnh cảnh phi thân ra đối mặt với phương tri hành hai bên không nói lời nào đã vung tay lên nhưng tu vi của nam cung hoặc không bằng nam cung tuần bị phương tri hành thuần thục đánh bại nam cung hoặc nóng nảy vô cùng kiêu căng tỏ vẻ không phục ngay tại chỗ sau đó hắn bị đánh một trận đánh đến răng rơi đầy đất ngươi đợi đấy lão tổ nhà ta sẽ không tha cho ngươi đâu nam cung hoặc mình đầy thương tích toàn thân đau nhức kịch liệt nhe răng nhếch miệng trừng mắt nhìn tinh huyết của mình bị hút khô lão tổ mà hắn nhắc đến tất nhiên là huyết mạch đầu nguồn của nam cung thế gia có cảnh giới kiến thiên địa thực lực mạnh hơn phương tri hành nhưng đối với việc này phương tri hành chỉ là cười phục một tiếng hiện tại cậu vẫn chưa muốn đối kháng chính diện với cường giả kiến thiên địa cho nên cậu không giết chết nam cung hoạch sau khi ép khô hắn thì tự rời đi lại trôi qua một ngày phương tri hành và tế cậu bay khỏi thiên lương quốc tiến vào biên giới đại dận quốc đại dận quốc nằm trong phạm vi thế lực của thành thủy tiên dựa theo tình báo nhận được thì thành thủy tiên chỉ có hai tiên nhân tọa trấn đều là hạng nữ lư hai tiên nữ đó có quan hệ sư đồ sư phụ là kiến tự kỷ hậu kỳ Đồ đệ hình như vừa bước vào túc mệnh cảnh. Tóm lại, tu vi của bọn họ không cao cho lắm. Có lẽ Phương Tri Hành sẽ dễ dàng hạ được hai bọn họ. Như vậy, tiến độ của điều kiện 2 sẽ là 6 phần 10. Chỉ là, các loại dấu hiệu cho thấy Thành Thủy Tiên và Hà Phi Tông có quan hệ không cạn. Sau khi rất nhiều môn nhân Hà Phi Tông đáp xuống bạch thu tinh, thường sẽ tiến đến Thành Thủy Tiên ở một thời gian ngắn. Phương Tri Hành được biết từ trong đoạn ký ức của Thi Vân Hủy thành thủy tiên là một nơi khiến cô ta chán ghét lại ghê tởm. Dù sao thì Thi Vân Hủy cũng chưa từng đi qua thành thủy tiên. Nói cách khác, trong thành thủy tiên có thể có tiên nhân của Hà Phi Tông. Trạng vạn tối. Một cầu vòng bảy sắc từ xa đến gần, dần lấn đến gần hồ nước mênh mông. Phóng mắt nhìn đi, hồ nước màu xanh biết rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy điểm cuối. Hồ nước này là hồ thủy tiên, tuy nó là một hồ lục địa nhưng diện tích lại không nhỏ, có thể sánh với biển cả. Ở chỗ sâu trong hồ Thủy Tiên hiện ra một bong bóng nước như ẩn như hiện, năm màu rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Ở trung tâm của bong bóng nước thình lình có một tòa tiên thành khổng lồ giống như Thủy Tinh Cung, xa hoa lộng lẫy. Đù, thì ra thành Thủy Tiên lại đẹp đến vậy. Tế cậu tấm tắc tháng phục, mắt chó tỏa ra ánh sáng. Có sao nói vậy, mỗi một tòa kiến trúc của thành Thủy Tiên đều dùng một loại nguyên liệu như Thủy Tinh xây thành, ống ánh trong suốt, vô cùng mộng ảo phương tri hành cũng mở rộng tầm mắt liên tục gật đầu thành lô vĩ bồng bềnh tiên khí thành thủy tiên thì thủy tinh mộng ảo đều có chỗ không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó phương tri hành đáp nhẹ xuống bên ngoài cửa thành phóng ra một luồng uy áp mạnh mẽ người này mạnh thật ít nhất là cảnh giới đại thừa trong lòng của thủ vệ giữ thành rung lên khách sáo mở miệng nói đạo hữu xin xuất ra lệnh bài thân phận tiếp nhận kiểm tra vẻ mặt của phương tri hành cuồng ngạo có dáng vẻ lợi hại lật tay lấy ra một lệnh bài lắc lư nói bổn tọa là đặc sứ do thính triều ổ thành lô vĩ phái đến có chuyện quan trọng cầu kiến hai vị tiên nữ các ngươi mau đi thông báo đi thủ vệ cửa thành thấy thế thì không dám thờ ơ vội vàng bẩm báo một lát sau phương tri hành được cho đi một đường đi đến thủy tiên cung dưới sự dẫn dắt của hai thủ vệ phương tri hành đi vào cổng lớn thủy tiên cung hàng lông mày không khỏi cau lại ở xa xa có từng âm thanh thối nát truyền vào lỗ tai xen lẫn tiếng cười khanh khách của nữ nhân tiếng cười kia đúng là cực nhã tế cẩu phê bình chuẩn xác phương tri hành suy nghĩ rồi thông dong đi về phía đại diện tiếng cười duyên càng lúc càng lớn nổi lên cao trào khiến người nghe miên man bất định mấy hình ảnh hạn chế không sạch sẽ đánh thẳng vào đầu chỉ chốc lát bọn họ tiến vào một đại điện thủy tinh rồi ngẩng đầu nhìn lại vừa nhìn thì không chịu nổi nữa Phương Tri Hành và Tế Cẩu gọi thẳng Hương Diễm. Tiếng cười duyên vừa rồi cùng với hình ảnh phóng đảng trước mắt xếp chồng lên nhau. Một người một chó chỉ cho rằng hình ảnh mà bản thân tưởng tượng ra đủ dơ bẩn rồi, nhưng hiện thực càng đặc sắc hơn. Chỉ thấy trên đại điện thủy tinh có hơn trăm nữ tử với dung mạo xinh đẹp, tư thái thước tha, trần như nhộng, nhảy múa vui sướng. Ở giữa có năm nam tử với tuổi tác khác nhau. Một ông già, một người trung niên, còn có ba thanh niên năm nam tử cũng trần truồng, đang uống rượu mua vui, tùy ý chơi đùa với hơn trăm vũ nữ. Phán đoán từ uy áp tản ra trên thân bọn họ là tiên nhân. Những vũ nữ đó cũng là người tu hành, nhưng tu vi phần lớn là dưới đại thừa. Tiên nhân mạnh mẽ cùng với đám tu sĩ cấp thấp giao lưu sâu với nhau khiến người ta mở mang tầm mắt. Phương tri hành đảo mắt, chợt phát hiện trong đám vũ nữ có hai người có tu vi túc mệnh cảnh. Hoặc nhìn hai người đó giống tỉ muội, cực kỳ xinh đẹp, câu hồn đoạt phách, có thể trổ hết tài năng từ trong đám nữ tử. Khí chất của bọn họ hơi khác nhau, một người là quyến rũ thuần túy, người còn lại thì tinh khiết lại dục. Lúc này, một tiên nữ trong số đó đứng lên, vươn tay nhặt tấm ga giường lên quấn quanh người. Cô ta chân thành đi tới, cười tủm tỉm nói, đạo hữu là người của thính triều ổ thành lô vĩ à, vẫn chưa thỉnh giáo. Phương Tri Hành thản nhiên nói, tại hạ là Lý Tinh Lạc, là đệ tử chân truyền của thính triều ổ phụng mệnh của ổ chủ, đặc biệt đến đây báo cho Thủy Tiên cung một chuyện. Tiên nữ vội vàng nói, bổn cung chính là chủ nhân tàu kiều ngọc của Thủy Tiên cung, có chuyện gì? Tiên nữ vẫn chưa nói xong thì một thanh niên tiên nhân bò khỏi người của vũ nữ, thăm dò, thành lô vị cách đại lục Vân Long một mảng biển cả, trước giờ không qua lại với thành Thủy Tiên, người đến nơi này là có chuyện gì? Giọng điệu của hắn không vui, rõ ràng rất khó chịu việc Phương Tri Hành đã cắt ngang nhã hứng vui đùa của bọn họ. Phương Tri Hành mặt không đổi sắc, trả lời, trên bạch thu tinh xuất hiện một vị khách không mời mà đến, có ý đồ khiêu chiến ngũ đại tiên thành, thành lô vĩ đã bị tổn thất nặng trong tay hắn. Tào Kiều Ngọc khó tin tin, cô ta đáp lại, là ai? Thanh niên cười ha ha, sau đó khinh thường nói, bất ăn nói bừa bãi lại, ai không biết Bạch Thu Tinh là địa bàn của Hà Phi Tông chứ, ai lại dám đến gây sự. Phương Tri Hành rụt rè sợ hãi nói, tên của người này quá lớn, ta không dám nhắc đến tên của hắn thanh niên trừng mắt nhìn kinh ngạc nói rốt cuộc là ai ngươi cứ việc nói ra phương tri hành do dự tào kiều ngọc vội vàng giới thiệu năm đạo hữu này là khách quý đến từ hà phi tông người nói chuyện với ngươi có thân phận tôn quý nhất là đại công tử đường viễn quang của tiên tộc đường thị đệ tử thân truyền của trưởng lão hồng bất nhị phương tri hành nghe cô ta giới thiệu xong mới biết trong năm nam tử này đường viễn quang đứng đầu Bốn người khác ngoài mặt là đồng môn của hắn, thật ra là tùy tùng của hắn. Trong năm người đó, tu vi cao nhất là tiên nhân trung niên tên là Đặng Cẩm Tú, có cảnh giới kiến tự kỹ viên mãn. Bốn người khác thêm hai sư đồ Tào Kiều Ngọc đều có tu vi yếu hơn ông ta một bậc. Ừm, vận may của ta thật tốt. Phương Tri Hành không khỏi nở nụ cười, chỉ cần cậu thu hoạch được bảy tiên nhân này thì có thể hoàn thành điều kiện hai. Tế Cẩu, đừng để bọn họ chạy thoát phương tri hành truyền âm nói tế cẩu ngầm hiểu nhe răng gầm nhẹ một người cũng không thoát được ngay sau đó phương tri hành nhìn sang đường viễn quang lộ ra nụ cười vô hại chỉ vào mình nói người gây sự khắp nơi xa tận chân trời gần ngay trước mắt đường viễn quang thoáng ngay ra chật giận tím mặt lạnh lùng nói ngươi đang đùa ông à ngươi là thứ gì chứ nhưng vẫn chưa dứt lời đặng cẩm tú đột nhiên hét lớn cẩn thận chữ, cẩn. Vừa truyền vào tai của đường viễn quang thì một bàn tay lớn màu đen đã phóng lớn trong đồng tử của hắn. Bịch, trấn ngục kiếp thủ sung mãn không thể đỡ, ấn chặt lên trên lồng ngực của đường viễn quang. Quẹ, đường viễn quang phun ra một ngụm máu, lồng ngực lõm sâu xuống, xuất hiện một chưởng ấn năm ngón tay. Hắn bay ngược ra ngoài, đụng lên đám vũ nữ. Ngươi làm gì vậy? Tào Kiều Ngọc ngạc nhiên biến sắc, chỉ cho rằng Phương Tri Hành là thích khách đến ám sát đường viễn quang. Nếu đường viễn quan chết trong thủy tiên cung thì cho dù tàu kiều ngọc cô ta có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Không, thậm chí, tiên tộc đường thị giận dữ, toàn bộ bạch thu tinh cũng sẽ hóa thành bụi miệng trong nháy mắt. Tàu kiều ngọc vừa nghĩ đến kết quả đáng sợ đó thì tê cả da đầu, biểu cả mất kiểm soát, tấm ga giường quấn trên thân cô ta chợt tuột xuống. Muốn chết. Tàu kiều ngọc cắn răng, sau đó ra tay công tiếp phương tri hành gần trong gan tất nhưng điều khiến người khác bất ngờ là sát chiêu mà cô ta đánh ra là một kỹ năng bột phát. Phước thủy phù dung Một đóa hoa thủy tiên mọc lên từ mặt đất, kẹp lấy sức mạnh số mệnh khiếp người, bắn lên. Đuôi lông mày của phương tri hành nhếch lên, tế ra tay trái, chụp mạnh xuống. Một tiếng nổ vang, vù vù, hoa thủy tiên vỡ ra, bị trấn áp tại chỗ. Tào kiều ngọc biến sắc, thân thể mềm mại rung động, khóe miệng chảy ra máu tươi, lão đảo lùi về phía sau ánh mắt cô ta nhìn về phía phương tri hành, tràn ngập sợ hãi lớn lao. May mà đặng cẩm tú nhào đến, giờ sự chú ý của phương tri hành. Tào Kiều Ngọc không chần chờ, cô ta xoay người kéo đồ đệ của mình bỏ chạy. Go! Đột nhiên, hai con chó mực lớn giống hệt nhau chui ra, chặn đường đi của bọn họ. Chó hoang đâu ra vậy? Đồ đệ lưu lệ quỳnh của Tào Kiều Ngọc lắc lư hai ngọn núi lớn ở trước ngực, bổ ra trưởng pháp về phía tế cẩu. Đám lẳng lơ, Thật ra Tế Cẩu không thích ra tay với nữ nhân, nhưng hết cách, vì Phương Tri Hành đã ra lệnh. Mệnh vận chi trảo. Soạt, một cái, một luồng trảo ảnh vọt mạnh đến, phát sau mà đến trước, đánh lên lồng ngực của phục, máu tươi bắn ra, lồng ngực trắng như tuyết của Lưu Lệ Quỳnh chợt xuất hiện vết thương máu me đầm đìa, dường như là vỡ cả bộ ngực. Cô ta phát ra tiếng kêu thảm rồi ngửa mặt ngã xuống. Hô hấp của Tào Kiều Ngọc ngừng lại, ôm lấy đồ đệ từ phía sau quay đầu nhìn về phía tế cẩu, phun ra hai âm tiết run rẩy, tiên thú. Cùng lúc đó, đặng cẩm tú lướt thân vọt đến trước mặt của phương tri hành, giơ cao cánh tay phải, quyền ra như rồng. Tiếng phá gió to lớn, hư không vạn vẹo mơ hồ, một trong những tuyệt học trấn phái của Hà Phi Tông Am, tư hãng thần quyền. Trong lòng của Phương Tri Hành nhanh chóng sáng tỏ. Phương Tri Hành biết được từ trong ký ức của Thi Vân Hủy, Am, LTB, tư hãng thần quyền, là một bộ quyền pháp chiến đấu mạnh mẽ có yêu cầu cực cao đối với thể chất cũng tức là chỉ có người có chiến thể mới có tư cách tu luyện am ltb ưu hãn thần quyền đặng cẩm tú không tồi thiên phú dị bẩm có chiến thể tam tinh nhưng phương tri hành không hề sợ hãi trấn ngục kiếp thủ nên đón không chút khách sáo bịch một vòng tròn sóng khí bắn ra ngươi sắc mặt của đặng cẩm tú thay đổi tận mắt nhìn thấy một tay của Phương Tri Hành đón lấy quyền phong của ông ta. Phương Tri Hành siết bàn tay lớn lại, tóm chặt lấy nắm đấm của Đặng Cẩm Tú. Đặng Cẩm Tú lập tức vung ra quyền trái nặng nề, nhưng lại lần nữa bị tay trái của Phương Tri Hành đè lại. Tứ chi của song Phương tiếp xúc, trong lúc nhất thời, sức mạnh số mệnh bàn bạc giao phong kịch liệt, đối chọi điên cuồng, như hai con rắn độc dây dưa cắn xé nhau. Người kia là ai? Trong lòng của Đặng Cẩm Tú khiếp sợ, cảm giác bản thân đã rơi vào thế hạ phong cũng may phía bên bọn họ nhiều người vì vậy đặng cẩm tú liếc mắt nhìn xung quanh định hết bạn đồng hành đến giúp nào ngờ vừa nhìn đặng cẩm tú đều ngây ngốc chỉ thấy ba bạn đồng hành khác đều bị một con chó mực vây chặt không thoát thân được tình thế không ổn nhưng phương tri hành lại cười lạnh trực tiếp tuyên bố ngươi thua rồi rầm xiềng xích sắt thép từ trên trời giáng xuống giống như hiện ra từ trong không trung, trùng lên người của đặng cẩm tú. Hai cổ tay của ông ta trầm mạnh xuống, cổ bị đè cúi xuống. Bịch. Đặng cẩm tú quỳ xuống trước mặt phương tri hành, chịu khổ trấn áp. Phiền xích này là. Trong lòng của đặng cẩm tú hơi căng thẳng, biểu cảm thấp thỏm lo âu. Lúc này, ông ta mơ hồ đoán được thân phận của phương tri hành. Thiên lao, sao có thể? chiến ý kích động sâu trong lòng của ông ta như lâu đài cát trong nháy mắt sụp đổ tán loạn dưới sự trùng kích của sóng biển. Cho dù Hà Phi Tông có lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng là cái thái gì ở trước mặt thiên đình, trong lòng của đặng cẩm tú không ngừng kêu khổ. Nói thật, nếu ông ta sớm biết Phương Tri Hành có quan hệ với thiên đình thì sẽ không dám đánh trả. Ai mà chọc nổi thiên đình, Phương Tri Hành không thèm quan tâm đặng cẩm tú đang nghĩ gì, sau khi khống chế ông ta thì vỗ một chưởng lên sau gáy của ông ta toàn thân đặng cẩm tú chấn động mạnh, phun ra một mụn tiên huyết rồi trực tiếp ngất đi. Nhưng vẫn chưa xong. Phương tri hành sải bước lao ra, trấn một kiếp thủ tung hoành ngang dọc, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, trấn áp một già hai trẻ khác. Trong nháy mắt, năm tiên nhân Hà Phi Tông đều nằm trên mặt đất, hộc ra máu. Tình cảnh này. Tào Kiều Ngọc sợn tóc gáy, vô cùng rung động. Nhưng một giây sau, cô ta cũng không thoát được trấn ngục kiếp thủ, sau bờ lưng trắng như tuyết lõm xuống giống như con chó cái bị đứt đầu. Hai, Giết chết hoặc chiến thắng 10 sinh mệnh cùng cấp, đã hoàn thành. Ừm, dễ dàng thôi. Phương Tri hành cười thỏa mãn, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau đó cậu đi theo quy trình, nhanh chóng ép khô tinh huyết của bảy tiên nhân, còn vơ vét của cải của bọn họ nữa. Lần này vận may không tồi. Đường viễn quan đeo một kính lục hợp một mặt chất phát tự nhiên ở trên người, đúng là tiên bảo cấp 10 thứ thật. Kính lục hợp này có tác dụng vô cùng kỳ diệu, có thể phóng ra một vòng sáng kiên cố chống đỡ công kích của sức mạnh túc mệnh, nếu vận dụng thỏa đáng thì còn có thể phản xạ tất cả công kích. Đương nhiên, muốn phản xạ công kích của kẻ địch thì độ khó của thao tác sẽ rất cao. Chiêu này không chỉ tiêu hao rất nhiều, hơn nữa còn yêu cầu người sử dụng có năng lực khống chế kính lục hợp cực cao. Lúc đường viễn quan thăng cấp làm tiên nhân, đường thị tiên tộc vui mừng hết sức, tràn ngập niềm vui, vì vậy đã ban kính lục hợp cho hắn hộ thân sau khi có được kính lục hợp đường viễn quang lập tức nhỏ máu nhận chủ hơn nữa còn nghiêm túc tế luyện một thời gian đạt đến độ phù hợp có thể dùng tự nhiên chỉ tiếc trận vừa rồi không kịp chuẩn bị đường viễn quang vẫn chưa sử dụng kính lục hợp thì đã bị phương tri hành đánh ngã bây giờ nói gì cũng đã muộn phương tri hành cứ như một con sói đói bóc lột bảy người đường viễn quang đến cùng ăn sạch sẽ bất chợt một người một chó rời khỏi hiện trường. Thời gian trôi qua từng giờ. Bảy vị tiên nhân lần lượt tỉnh lại. Bọn họ vô cùng nguệ quải, phải ngồi xếp bằng, vận công điều tức. May mà tiên khí của Thủy Tiên Cung cũng xem là nồng đậm. Thời gian dần qua, bọn họ khôi phục lại một tia tinh khí thần, có sức lực để nói chuyện. Lòng ngực của đường viễn quan mơ hồ đau đớn, vẻ mặt tràn đầy oán độc, căm hận nói, đồ chết tiệt kia, rốt cuộc là ai lại dám đánh cướp chúng ta đặng cẩm tú vội vàng nói công tử bất giận hình như người này tu luyện công pháp thiên đình thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản thiên đình đường viễn quan cao chặt mày nổi lên nghi ngờ hoài nghi nói người có bối cảnh thiên đình đến đâu mà không ăn uống no say sao có thể làm ra chuyện vào nhà cướp của như vậy đặng cẩm tú nghe vậy cũng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ tặc lưỡi nói lẽ nào người kia đạt được công pháp thiên đình dưới cơ duyên trùng hợp nào đấy đường viễn quang biểu môi nói tám phần là như vậy nếu không tên khốn kia chỉ dựa vào thân phận là có thể đi ngang ai dám không nể mặt hắn chứ đặng cẩm tú không khỏi phấn chấn tinh thần vẻ tham lam lớn lao cuộn trào ở trên mặt nếu có thể chiếm được công pháp thiên đình đây quả thật là phú quý phá trời hô hấp của đặng cẩm tú không khỏi nặng nề ông ta vội vàng nói chúng ta mau bẩm báo chuyện này cho tông môn nhưng vẫn chưa dứt lời đường viễn quang đã cười giảo ngắt lời nói đặng sư huynh đây là cơ duyên của đường thị tiên tộc ta không cần quấy rầy đến tông môn đâu đúng không biểu cảm của đặng cẩm tú cứng đờ lúc này mới ý thức được đường viễn quang muốn mượn sức mạnh của gia tộc để độc chiếm hạ phần cơ duyên này trong lòng của ông ta lập tức phức tạp nhưng trên mặt vẫn cười nói sư đệ nói có lý hết cách sở dĩ đặng cẩm tú đi theo bên cạnh đường viễn quang không phải là vì quan hệ của bọn họ tốt mà là ông ta đã sớm bị đường thị tiên tộc mua chuộc tu hành coi trọng tài lữ pháp địa đặng cẩm tú có xuất thân thấp hèn không có bối cảnh lớn gì cả mặc dù ông ta bái nhập hà phi tông mặc dù ông ta có chiến thể tam tinh nhưng vẫn không có được nhiều tài nguyên tu hành bất đắc dĩ ông ta đã lựa chọn phụ thuộc vào đường thị tiên tộc biến thành tùy tùng của đường viễn quang Đường Viễn Quang suy nghĩ một lúc rồi quay sang Tào Kiều Ngọc, trầm giọng nói: "Chỗ của cô còn có truyền âm phù không?" Tào Kiều Ngọc cười thảm, buông lỏng tay nói: "Tích lũy những năm qua của ta đều bị người kia cướp sạch, không còn gì cả." Đường Viễn Quang dạng dò ngay: "Cô hãy chạy đến thành Nam Cung một chuyến, mượn một miếng truyền âm phù của lão tổ Nam Cung, nhưng đừng nói với ông ta bất kỳ chuyện gì cả." Rõ. Tào Kiều Ngọc không dám không nghe theo, phi thân rời đi một ngày trôi qua rất nhanh tàu kiều ngọc vòng trở lại dẫn đến một lão giả dạ áo trắng mũi cao mắt sâu ánh mắt như đao như kiếm thậm chí là sắc bén người đến chính là lão tổ nam cung chủ của thành nam cung nam cung phù vân hai mắt của đường viễn quang hơi hiếp lại trong tinh hoàng thái tinh có một tiên tộc nam cung vô cùng cường thịnh có thể trở thành thế gia tu tiên tộc nhân nhiều không thể đếm trải rộng khắp tinh hoàng bên trong tinh hoàng bạch quang có một nhánh tiên tộc nam cung Tuy là phân nhánh bên cạnh nhưng cũng là một cây rễ sâu, không thể xem thường. Nam Cung Phù Vân đến từ phân nhánh này, người này giả tâm bừng bừng, từng thử xưng mình là chủ nhân của Bạch Thu Tinh. Chỉ là cuối cùng Bạch Thu Tinh thuộc địa bàn của Hà Phi Tông, tất nhiên không cho phép nó bị bất kỳ một gia tộc tu tiên nào cắt nhường, chiếm lấy. Nam Cung Phù Vân không hoàn thành được giấc mộng hảo huyền, bởi vậy luôn ghi hận Hà Phi Tông trong lòng, có rất nhiều oán hận. Đường công tử, lão phu có lễ. Nam Cung Phù Vân chấp tay, cười ha ha nói. Đường Viễn Quang liếc mắt nhìn Tào Kiều Ngọc, không vui nói. Hằng ngày lão tổ Nam Cung phải xử lý, giải quyết rất nhiều việc, sao cô lại dám làm phiền đến ông ấy? Biểu cảm của Tào Kiều Ngọc cay đắng, ấp úng. Nam Cung Phù Vân ngắt lời, không trách Tào Thủy Tiên được, lần này là lão phu không mời mà đến. Đường Viễn Quang đáp lại, ồ, không biết lão tổ Nam Cung có gì chỉ giáo. Nam Cung Phù Vân vội vàng nói, mấy hôm nay có một cường nhân xông mạnh vào đại lục vân long cướp bóc khắp nơi thành nam cung ta bị tổn thất không nhỏ đường viễn quang không khỏi nhướng mày nói lẽ nào ông đang tìm cường nhân đấy nam cung phù vân gật đầu nói nghe nói cường nhân đấy đã đến thăm thành thủy tiên nên lão phu mới đích thân đến một chuyến hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối sau khi đường viễn quang cân nhắc thì đáp lại hôm qua có một tà tiên có ý đồ xông vào thủy tiên cung phi lễ với hai tiên nữ bị bọn ta hợp lực đánh chạy rồi Ừm, chi bằng như vậy, chúng ta trao đổi chút tình báo, xem cường nhân mà ông muốn tìm có phải là tà tiên kia hay không. Khóe miệng của Nam Cung Phù Vân hiện lên sự dở cợt không dễ phát giác ra được, cực đầu nói, lão Phu đang có ý đấy. Song Phương trao đổi tình báo. Quả nhiên, hỗn loạn gần đây không ngờ là cùng một người gây nên. Nam Cung Phù Vân sầm mặt lại, sát ý lưu chuyển ở trong mắt. Đường viễn quan lãnh đạm nói, cường nhân đấy có chút thực lực, hơn nữa hắn chuyên chọn bóp quả hồng mềm chỉ sợ lão tổ nam cung rất khó tìm thấy hắn nam cung phù vân có cảnh giới kiến thiên địa hơn nữa ông ta còn vô hạn tiếp cận kiến thiên địa viên mãn dám xưng là đệ nhất bạch thu tinh trên mặt lý luận ông ta có thể dễ dàng sắp xếp tất cả số mệnh trên bạch thu tinh nhưng điều kiện tiên quyết là ông ta phải đích thân tiếp xúc với cường nhân đó ít nhất là phải nhìn thấy đối phương đây là phân đoạn mà tiên nhân kiến thiên địa không cách nào tránh được nhưng nếu ông ta có cảnh giới kiến chúng sinh, vậy thì mọi thứ sẽ dễ làm. Mặc kệ ngươi là con người hay sinh vật khác, đều không thể ẩn giấu trước mặt kiến chúng sinh. Tiên nhân kiến chúng sinh chỉ cần biết được tính danh hoặc dung mạo của người nào đó, thậm chí là có được một luồng khí tức của đối phương thì có thể bỏ qua khoảng cách dán xuống kiếp số, giết người trong vô hình. Lão Tổ Nam cung nghĩ đến những thứ này thì sắc mặt thay đổi không ngừng, giống như bó tay. Khóe miệng của đường viễn quan hơi vĩnh lên, lộ ra vẻ châm biếm không hề che giấu, hờ hững nói, người này lén lút, hoành hành không sợ ai, quả thực là khó đối phó, nhưng ác nhân tự có ác nhân trị, ta có quen biết một vị, bạch cưu đạo nhân, am hiểu đuổi bắt, có thể mời ông ta đến giúp đỡ. Trong lòng của đặng cẩm tú thầm nhũ quả nhiên. Bạch cưu đạo nhân chính là một trong những khách khanh được đường thị tiên tộc nuôi dưỡng, người này chuyên tấn công bàn môn tả đạo, kỹ năng tinh xảo. Nam Cung Phù Vân nghe xong lời này, trong lòng không khỏi trầm xuống tu vi của bạch cư đạo nhân không kém ở giữa kiến thiên địa hậu kỳ và viên mãn chỉ cần bạch cư đạo hữu đến đây thì chuyện trên bạch thu tinh không phải là nam cung phù vân có thể định đoạt được dẫn sói vào nhà không tốt cho lắm chứ đừng nói đến mời thần dễ tiễn thần khó nam cung phù vân càng muốn một mình giải quyết phương tri hành sau đó cắn nuốt tất cả mọi thứ của hắn dù sao thì phương tri hành đã cướp bóc nhiều người như vậy tài nguyên trên người sẽ rất khiếp người ông ta được biết từ trong miệng của Tào Kiều Ngọc, tiên bảo cấp 10 kính lục hợp mà đường viễn quang mang theo bên người cũng bị cướp đi rồi. Ta còn không có tiên bảo cấp 10. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của Nam Cung Phù Vân dân trào, hận không thể lập tức tìm được phương tri hành, giấc đoạt đoạt bảo, sau đó phát tài. Vì vậy ông ta xua tay nói, cường nhân đấy dương oai ở Bạch Thu Tinh, bắt hắn là việc thuộc phận sự của Lão Phu, sao dám làm phiền đến Bạch Cưu Đạo Nhân chứ? đường công tử chớ vội lão phu sẽ nghĩ cách bắt người này lại đòi lại công bằng cho ngươi ông ta dứt lời thì xoay người rời đi biến mất không còn dấu vết nhanh như chớp ngươi đường viễn quang giận tím mặt ấm ức nói lão thất phu còn muốn độc chiếm đúng là không trượng nghĩa tào kiều ngọc vội vàng nói đường công tử bất giận tuy lão tổ nam cung không chịu cho chúng ta mượn truyền âm phù nhưng thiếp thân có thể đến thành thương nham thử vận may đường viễn quang buồn bực nói cô đi nhanh về nhanh tào kiều ngọc chỉ đành nhận lệnh nam cung phù vân bay ra khỏi thành thủy tiên tìm một phương hướng rồi nhanh chóng đuổi theo mấy canh giờ sau phía trước xuất hiện một mảng núi non hoang sơ địa thế cực kỳ phức tạp khí độc nặng nề cuồn cuộn không ngớt che khuất bầu trời nam cung phù vân đâm thẳng đầu vào trong khí độc quen đường đi đến trước một động quật to lớn chỉ thấy ở chỗ sâu trong động quật tuôn ra từng đợt hào quang màu tím sẫm. Một luồng khí tức khiếp người tràn ra từ chỗ sâu trong động quật khiến người ta sợ run, không dám đến gần. Nhưng Nam Cung Phù Vân không hề sợ hãi, ông ta ho khan rồi nói, tử lăng phi Nga, ra đây gặp mặt đi. Vừa dứt lời, Phù, chỉ một thoáng, một cơn gió lạnh đập vào mặt, hàng ý thấu xương cuốn lấy từng tia sức mạnh túc mệnh. Da mặt của Nam Cung Phù Vân căng lên, áo bào khoái động, khí tức túc mệnh bao bọc toàn thân, ngăn chặn gió lạnh xâm nhập. Không bao lâu sau, một cái đầu to lớn chậm rãi vươn ra cửa động, rõ ràng là một con bươm bướm, tiên thú cấp 10. Bạch Thu Tinh không phải là tinh cầu có tài nguyên hùng hậu, thật ra tiên thú không nhiều. Con tử lăng phi Nga này cũng không phải là tiên thú bản địa. Nó bay đến từ ngoài bầu trời, không biết bị thương nặng ở đâu mà rơi xuống Bạch Thu Tinh. Nam Cung Phù Vân đã phát hiện ra tử lăng phi Nga, vốn định giết nó, chỉ là thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn, tại sao ông lại quấy rầy ta, tử lăng phi Nga mang theo tức giận, miệng phun tiếng người. Rất rõ ràng, tiên thú này chẳng những đã thức tỉnh linh trí mà còn nắm giữ tiếng phổ thông của nhân tộc. Nam Cung Phù Vân vội vàng nói, có xuất hiện một con tiên thú, ta cần ngươi tìm nó giúp ta. Ông ta khựng lại, sau đó nhắc nhở, chỉ cần ngươi giúp ta tìm con tiên thú đấy, vậy giữa ngươi và ta coi như thanh toán xong, không ai nợ ai tử lăng phi nga hơi im lặng dò hỏi tiên thú gì một con chó đen rất mạnh nam cung phù vân giang tay ra lòng bàn tay hiện lên một nắm khí tức đây là mùi của nó và chủ nhân nó do ta thu thập được ngươi ngửi xem tử lăng phi nga nuốt nắm khí tức đó đáp lại mùi vị quá yếu chỉ dựa vào chút mùi này hoàn toàn không thể nam cung phù vân lấy ngay một cái bình sứ ra cười nói đây là đang dược chữa thương do ta đích thân luyện ra có trợ giúp rất lớn đối với thương thế của ngươi tử lăng phi nga cẩn thận ngửi cái bình sứ sau khi xác nhận đang dược không có vấn đề thì khẽ gật đầu nói được ta sẽ dốc sức thử một lần thất thải tường vân dừng lại đáp xuống bên ngoài vùng hoang dã phương tri hành đi đến phía dưới một ngọn núi lớn quen đường mở một động phủ ra rồi chui vào sau đó cậu bố trí mấy pháp trận bí ẩn che giấu dấu vết tế cẩu thì nằm ở lối vào trong coi Phương Tri Hành làm xong những chuẩn bị này mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một đống tiên ngọc trung phẩm, bắt đầu luyện hóa. Với tu vi hiện tại của cậu, mỗi ngày ít nhất có thể luyện hóa 30 tiên ngọc trung phẩm. Dù là như thế, muốn thỏa mãn 1.500 tiên ngọc trung phẩm của điều kiện 3 phải cần đến 50 ngày. Chịu đựng được 50 ngày này, ta sẽ là người mạnh nhất bạch thu tinh. Phương Tri Hành lấy lại bình tĩnh, toàn lực ứng phó luyện hóa tiên ngọc trung phẩm mấy ngày thoáng cái trôi qua. Tào Kiều Ngọc quay về thành Thương Nham, mượn được một miếng truyền âm phù như ý nguyện. Đường viễn qua nhanh chóng ghi âm lại một đoạn thoại, sau đó kích hoạt truyền âm phù. Chỉ thấy truyền âm phù tỏa ra hào quang rực rỡ, bay, vèo, về phía bầu trời, xông về tinh thần biển rộng, bay đến một tinh cầu. Đúng vậy. Đường thị tiên tộc cũng là thế lực khổng lồ chiếm cứ hơn 10 tinh cầu dồi dào tài nguyên. Căn cơ của gia tộc này ở, đường môn tinh. Trên tinh cầu thật lớn đó chỉ tồn tại hai loại người là tộc nhân của đường thị tiên tộc và tùy tùng của bọn họ. Truyền âm phù chạy như bay khoảng một tháng mới đến đường môn tinh, đáp xuống bên ngoài một động phủ. Chật, đây là truyền âm phù do công tử gửi đến. Bạch cưu đạo nhân vừa xuất quan không lâu, trong khoảng thời gian này nhàn hạ rảnh rỗi. Ông ta đón lấy truyền âm phù, trực tiếp bóp vỡ. Một đoạn ghi âm lập tức truyền vào trong tai. Sau khi nghe xong, Bạch Cưu đạo nhân tấm tắc không ngớt, cười dẻo nói: "Khá lắm, tên nhóc thối hống hách nga ngược Đường Viễn Quang lại bị người ta đánh cướp, quả thật là vô cùng nhục nhã, kha kha kha, mất mặt chết đi được, khó trách hắn không tìm kiếm tộc nhân giúp đỡ, lại tìm đến khách khanh ta đây." Bạch Cưu đạo nhân cân nhắc một phen, hít dài một hơi nói: "Đường Viễn Quang tiền đồ vô lượng, tương lai của hắn, cho dù ở Đường thị tiên tộc hay là trong Hà Phi tông đều có được địa vị vô cùng quan trọng, bây giờ ta móc nối quan hệ tốt với hắn cũng là lựa chọn không tồi." Vì vậy, Bạch Cưu Đạo Nhân chuẩn bị một phen rồi tiến đến truyền tống trận giữa các tinh cầu. Tinh không vô ngần, muốn xuyên qua lại giữa các tinh cầu chỉ có hai cách. Thứ nhất là bản thân ngươi tự bay qua. Thứ hai là sử dụng truyền tống trận giữa các tinh cầu. Truyền tống trận giữa các tinh cầu là một lợi khí qua về nhanh chóng giữa các tinh cầu. Khuyết điểm duy nhất là phí sử dụng rất đắt đỏ. Cho dù là hai tinh cầu liền nhau, Giá khởi điểm của một lần truyền tống ít nhất cùng là 300 tiên ngọc trung phẩm. Truyền tống đến Bạch Thu Tinh có phí là 650 tiên ngọc trung phẩm. Khóe miệng của Bạch Cưu đạo nhân hơi co giật, hiện tại ông ta chỉ có thể dùng khoản phí này trước rồi quay về tìm đường viễn quang chi trả sau. Vù, một cột sáng thời không từ từ dâng lên, giữa hai tinh cầu xa xôi mở ra một thông đạo. Bạch Cưu đạo nhân cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt đáp xuống Bạch Thu Tinh. Sau đó ông ta bay hơn nửa ngày đáp xuống thành thủy tiên dựa theo đánh dấu trên bản đồ. Ha ha! Đường viễn quan vui mừng quá đổi, nên tiếp nói, bạch cưu đạo nhân, ông đến rồi. Bạch cưu đạo nhân cười hiếp mắt, đáp lại, do công tử dạng dò. Đường viễn quan siết chặt nắm đấm, phẫn hận nói, tìm tên khốn đánh cướp bọn ta giúp ta trước đi. Bạch cưu đạo nhân không nhanh không chậm nói, từ khi công tử truyền âm cho ta đến bây giờ đã qua hơn một tháng, không biết kẻ xấu kia còn ở trên bạch thu tinh hay không còn đường viễn quang trầm giọng nói mấy ngày này bọn ta thay phiên kiểm tra ngoài bầu trời không phát hiện có người rời đi ngoài ra lão thất phu nam cung phù vân đang điều khiển một con tử lăng phi nga tìm kiếm người ấy khắp nơi bạch cư đạo nhân tỉnh ngộ ra tử lăng phi nga không phải là tiên thú bình thường cho dù nó đáp xuống tinh cầu nào tất nhiên sẽ bỏ lại lượng lớn bụi bặm ở ngoài thái không Ví dụ có người xông vào hoặc rời khỏi Bạch Thu Tinh, tuyệt đối không thể gạt được tử lăng phi Nga. Bạch Cưu Đạo Nhân gật đầu nói, nếu như thế, vậy chúng ta đợi thêm một lúc đi. Đường Viễn Quang hơi ngây ra, đợi cái gì? Bạch Cưu Đạo Nhân cười nói, đợi lão tổ nam cung tìm thấy kẻ xấu kia, chúng ta bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đường Viễn Quang nóng lòng báo thù, khó chịu nói, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng ra tay mới thỏa đáng. Bạch Cưu Đạo Nhân trả lời, hiện tại ta có thể thi pháp tìm thấy kẻ xấu kia, nhưng sau khi thi pháp, ta phải điều dưỡng 7 ngày mới khôi phục lại. Ngoài ra, cho dù chúng ta thuận lợi giết chết kẻ xấu kia, lỡ như lão Tổ Nam Cung và Tử Lăng Phi Nga giết đến, muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng phải là không ổn à. Đường Viễn Quang suy nghĩ thì thấy cũng đúng. Trên cánh đồng rộng lớn, Tử Lăng Phi Nga dừng lại giữa không trung. Vô số hạt bụi phấn rơi xuống từ nó, bay tứ tung khắp bốn phương tám hướng chuyện gì vậy nam cung phù vân hỏi tử lăng phi nga nhìn những hạt bụi phấn đang phân tán rồi đáp bụi phấn của ta đang lan ra khắp mọi ngóc ngách của bạch thu tinh mỗi hạt bụi phấn đều mang theo một chút sức mạnh của túc mệnh mặc kệ là ai chỉ cần chạm vào bụi phấn của ta đều có thể bị ta cảm nhận được vừa nay ta cảm nhận được một vị tiên nhân đột nhiên giáng lâm trên hành tinh này nam cung phù vân giật mình cao mày nói đến từ bên ngoài xem ra, người giúp đỡ đường viễn quan đã đến rồi. Tử lăng phi Nga nghe ra một chút quán trách, hừ lạnh nói, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, muốn tìm ra kẻ ác đó tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đừng quên đối phương cũng là tiên nhân, nếu có ý định ẩn náu, chúng ta tìm hắn không khác gì mò kim đáy bể. Nam Cung Phù Vân vội vàng nói, ta không có ý trách ngươi, chỉ là hơn một tháng trôi qua, đến bây giờ vẫn không có chút manh mối nào. Tử Lăng Phi Nga đáp, đừng vội, sớm muộn gì bụi phấn của ta cũng sẽ bao phủ toàn bộ bạch thu tinh, đến lúc đó, kẻ ác đó sẽ không thể trốn thoát được. 3. Luyện hóa 1.500 viên tiên ngọc trung phẩm, đã hoàn thành. Khi một viên tiên ngọc trung phẩm hoàn toàn biến mất trong tay Phương Tri Hành, màn hình hệ thống liền lóe sáng. Phương Tri Hành mở mắt ra, thở ra một hơi dài, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đã đạt được điều kiện để đạt tới trấn ngục kiếp công viên mãn, có muốn nâng cấp không? công sức không phụ lòng người. Phương Tri Hành đã khổ tu 50 ngày, nói thật, cậu rất không quen ngồi lâu như vậy. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều xứng đáng. Nâng cấp Trong một ý niệm, vô số tu luyện và cảm ngộ vừa đến, khiến mọi thứ trở nên như mộng như ảo. Đấy mắt Phương Tri Hành giống như nhúng một tầng sương mù. Trong mơ màng, một nhà tù sắt từ trên trời rơi xuống, bao phủ cậu bên trong. Phương Tri Hành nhìn xung quanh, Thấy vô cùng đông đúc, có rất nhiều bóng người, tất cả bọn họ đều bị nhà tù sắt giam giữ. Thả ta ra. Xin ông trời, cho ta ra ngoài đi. Dù chỉ trả ta một ngày tự do, ta chết cũng cam lòng. Mọi người đều đang giãy dụa trong nhà tù sắt, gào thét la hét đến mức khản cổ. Bọn họ muốn trốn thoát khỏi nhà tù sắt. Mỗi một người đều đang nỗ lực, đấu tranh, thậm chí không từ thủ đoạn, là mọi cách để có được tự do. Tuy nhiên, nhà tù sắt kiên cố không thể phá hủy, giam cầm mỗi một người bên trong. Đây là kiến thiên địa. Phương tri hành chấn động tâm thần, lẩm bẩm tự nhủ. Hóa ra, thiên địa chính là nhà tù, mỗi người chúng ta đều là tù nhân của túc mệnh. Cảnh giới kiến tự kỷ là ngươi có thể nhìn thấy bản thân là tù nhân của túc mệnh. Còn kiến thiên địa là ngươi có thể nhìn thấy người khác, thật ra cũng là tù nhân của túc mệnh một tia giác ngộ lóe lên trong lòng phương tri hành chậm rãi bước về phía rìa nhà tù sắt hành động này của cậu lập tức đẩy người khác ra ngươi chen lấn ta làm gì mọi người đều đang ngồi tù tại sao ngươi có thể tùy tiện di chuyển chỗ này chỉ lớn chừng này ngươi không chen chút cùng chúng ta muốn đi đâu trong nháy mắt những người xung quanh đồng loạt quay đầu lại mắng nhiếc phương tri hành cảm xúc dâng trào thậm chí có người còn dứt khoát động tay động chân có người chắn trước mặt cậu, có người kéo cậu từ bên cạnh, cũng có người đẩy từ phía sau. Lúc này, dường như tất cả mọi người đều có sự an ý, cùng nhau ngăn cậu lại gần rìa. Các ngươi đều là vật cản trên con đường tự do của ta. Cút Cơ thể phương tri hành chấn động, phát động trấn mục kiếp thủ, đấm, tác, đánh bay từng bóng người. Đây chính là đấu với người, thật ra bản chất chính là cầu sinh trong nhà tù, cho dù mọi người đều đang ngồi tù, cũng phải phân cao thấp. Chẳng mấy chốc, Phương Tri Hành đã đi đến bên cạnh nhà tù sắt, đưa tay ra, chạm vào song sắt lạnh lẽo. Bùng, nhà tù sắt khẽ rung lên, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bùng nổ, men theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân Phương Tri Hành. Phương Tri Hành giống như bị điện giật, cậu chấn động lùi lại vài bước, đụng bay rất nhiều người. Đừng chạm vào song sắt, phong cảnh bên ngoài không phải thứ ngươi muốn xem thì có thể xem được. Ngươi đã đứng ở rìa nhà tù sắt, được hít thở không khí tự do còn chưa đủ à từ bỏ đi ngươi không thể trốn thoát khỏi nhà tù sắt đâu từng tiếng nói truyền đến chui vào đầu cậu ồn ào náo động khiến người ta bực bội câm miệng cho ta phương tri hành gầm lên tiếng như sấm rền vang động đất trời những người xung quanh hoảng sợ biến sắc bọn họ đều bịt tai vội vàng lùi lại trong nháy mắt xung quanh phương tri hành trống một khoảng lớn cậu lại bước lên hai tay nắm lấy hai song sắt liền kề rồi dùng sức kéo song sắt cực kỳ chắc chắn gần như không hề nhúc nhích phương tri hành dốc hết sức lực cũng không thể bẻ cong song sắt bây giờ ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa đây chính là túc mệnh của ngươi túc mệnh như nước chúng ta chính là cá trong nước vĩnh viễn không thể rời khỏi nước từng tiến chế dở truyền đến làm lung lay ý chí của mỗi người phương tri hành ý chí kiên định không hề dao động cho dù túc mệnh là nước ta là cá ta cũng phải nhảy ra khỏi mặt nước hóa thành một con rồng phương tri hành hít sâu một hơi đầu đột một lao về phía trước xuyên qua giữa hai song sắt đầu cậu lọt ra ngoài song sắt tầm nhìn đột nhiên mở rộng làm thế nào để kiến thiên địa câu trả lời thực ra rất đơn giản đưa đầu ra khỏi nhà tù túc mệnh mở mắt ra nhìn lúc này phương tri hành mở to hai mắt hận không thể thu hết mọi hình ảnh bên ngoài vào đáy mắt nhưng thế này còn lâu mới đủ. Chỉ thấy mi tâm phương tri hành liên tục nhúc nhích, xé ra một khe hở từ dưới lên trên. Đột nhiên một con mắt màu vàng nhô ra, tỏa ra ánh sáng vàng vô tận, nhìn khoảng thiên địa này. Ta, đã nhìn thấy thiên địa. Sương mù trong mắt phương tri hành lập tức tan biến, trở nên trong sáng long lanh. Kỹ năng bộc phát túc mệnh, trấn ngục già tỏa, level, 10. Kỹ năng bộc phát túc mệnh, trấn ngục kiếp thủ, Level 10 Kỹ năng bột phát túc mệnh, thiết sử nữ, level 10 Thần thông sùng mục kim mâu, phá kiếp kim quang, loại trưởng thành Thể chất, huyết hoàng bá ma thể, ngũ tinh Thần thuật thiên phú, huyết ô nhiễm Lại thức tỉnh thêm một kỹ năng bột phát Tâm trạng phương tri hành lập tức trở nên vô cùng vui vẻ Thiết sử nữ, một loại kỹ năng hình phạt, sức mạnh túc mệnh ngưng tụ thành một loại khung sắt hình người, hai mặt nối với nhau bằng dây xích sắt, có nhiều đinh dài nhô ra bên trong, khi hai mặt khép lại sẽ xuyên qua đinh vào trong cơ thể kẻ địch, tạo ra sự đau đớn khôn cùng. Chật chật, trấn mục già tỏa chỉ là khóa kẻ địch lại, thiết sử nữ tà nhẫn hơn, thích hợp để tra tấn, thẩm vấn kẻ địch. Phương tri hành không nhịn được mà cười lớn hài lòng. Ngoài kỹ năng bộc phát, tam nhãn của cậu cũng thức tỉnh một thần thông cực kỳ lợi hại. Phá kiếp kim quang, Ánh sáng vàng do sùng mục kim mâu bắn ra, có thể phá hủy hiệu quả lớp phòng thủ được xây dựng bằng sức mạnh túc mệnh của kẻ địch. Chiêu thức này cũng được phát ra từ tam nhãn, giống như ti la dê, một phát xuyên thấu. Ngoài ra, cuối cùng thể chất đặc biệt của cậu cũng được xác định, huyết hoàng bá ma thể, rõ ràng, thể chất này chính là phiên bản nâng cấp của hình thái huyết hoàng. Hơn nữa, phương tri hành không cần thi triển pháp thiên tượng địa để duy trì thể chất mạnh mẽ này. Nói cách khác, trước đây pháp thiên tượng địa là một chiêu lớn cần tích lũy sức mạnh mới có thể thi triển được còn bây giờ nó đã biến thành một loại thể chất có thể sử dụng thường xuyên cùng với thể chất đặc biệt được sinh ra còn có một thần thuật thiên phú huyết ô nhiễm ngươi có thể tùy ý thay đổi môi trường xung quanh ô nhiễm tất cả khiến thế giới trở nên có lợi hơn cho sự phát triển của ngươi đồng thời bất kỳ kiếp số nào giáng xuống người ngươi đều sẽ bị ngươi ô nhiễm không thể làm hại ngươi huyết ô nhiễm thật tuyệt phương tri hành tặc lưỡi khen lạ thể chất của cậu có thể miễn nhiễm với kiếp số có lẽ là vì thuộc tính bá đạo và tà ác của huyết ô nhiễm ừm cảnh giới kiến thiên địa viên mãn lấy ta làm trung tâm nắm giữ vận mệnh của những người ta tiếp xúc làm chủ một phương thiên địa phương tri hành phấn chấn nhưng suy nghĩ vẫn cực kỳ bình tĩnh cậu thông dong đứng dậy toàn thân keo răng rắc tỏa ra một cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài giống như một người chết đuối cuối cùng cũng nổi lên mặt nước hít thở một hơi không khí trong lành. Sảng khoái gấp bội, thăng cấp rồi đúng không? Tế cẩu chạy đến, mặt chó đầy vui mừng. Phương tri hành liếc nhìn bản hệ thống của tế cẩu. Huyết mạch thần thông, giá cẩu tùy cẩu, level 10. Hiệu ứng đặc biệt, khi ngươi bị người khác gián kiếp số, có thể thông qua liếm hoặc cắn một người nào đó, chuyển toàn bộ kiếp số sang người đó, từ đó đảm bảo bản thân an toàn. Mắt phương tri hành sáng lên khi tu vi của cậu tăng lên, tế cậu cũng nhận được lợi ích. Nó vẫn có huyết mạch cấp 10, cũng còn chính cái mạng chó. Nhưng nó đã thức tỉnh một huyết mạch thần thông mới, giá cậu tùy cậu, có thể chuyển giao kiếp số, vạn kiếp bất xâm, thế nào, tao lợi hại chứ. Tế cậu vui mừng không xiết, cười hì hì. Phương Tri Hành gật đầu, hào sản nói, bây giờ, chúng ta có thể xưng bá bạch thu tinh rồi. Tế cậu không khỏi ngẩng đầu lên, nhe nanh ra, hung thần ác sát. Pháp trận được dỡ bỏ. Một người một chó bước ra khỏi hang động. Hả? Đột nhiên Phương Tri Hành dừng bước, cậu nhìn chầm chầm vào không khí phía trước. Sao vậy? Tế cậu ngửi ngửi, không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Phương Tri Hành đáp, có một số hạt bụi phấn mang theo một chút sức mạnh túc mệnh yếu ớt trôi nổi trong không khí. Bụi phấn, tế cậu nhìn quanh, đáng tiếc nó hoàn toàn không nhận ra được. Phương Tri Hành trầm ngâm một lúc, bắt đầu thu bớt khí tức, áp chế đặc tính của huyết hoàng bá ma thể. Bây giờ cậu có thể tự do điều khiển thể chất đặc biệt của mình, đóng mở tùy ý, khi đóng lại sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ cần cậu muốn, có thể ô nhiễm toàn bộ đại lục Vân Long, thậm chí cả bạch thu tinh bất cứ lúc nào. Cho nên, hiệu quả nhanh chóng thể hiện rõ. Từng hạt bụi phấn rơi xuống, bám vào người Phương Tri Hành. Đây rõ ràng là một loại kiếp số quả nhiên có người đang dán kiếp số trên diện rộng phương tri hành nhướng mày nhìn về bốn phương tám hướng không nhận được mà chết miệng bụi phấn kiếp số này quá nhiều phủ kín bầu trời nhìn không thấy điểm cuối dường như bao phủ toàn bộ hành tinh quy mô lớn như vậy có vẻ như không phải do con người tạo ra vừa nghĩ đến đây một tiếng gầm rú vang lên từ phía xa trên trời kinh thiên động địa một con tử lăng phi nga khổng lồ bay nhanh đến có một lão giả bạch y mũi cao mắt sâu ngồi trên lưng nó. Tiên thú. Tế cậu giống như đối mặt với kẻ thù lớn, mắt chó nhìn chầm chầm vào tử lăng phi Nga, phát ra tiếng gầm gừ. Tử lăng phi Nga dừng lại trên mây, nhìn xuống nói, Nam Cung lão tổ, đây chính là người và chó mà ông muốn tìm. Nam Cung phù vân gật đầu, phấn khích nói, Ừm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, không ngờ tên này lại trốn trong rừng sâu núi thẳm. Sau đó, ông ta chỉ vào tế cẩu rồi nói con chó đó cũng là tiên thú chắc mùi vị không tồi đâu chúng ta cùng săn nó thịt sẽ thuộc về ngươi thế nào tử lăng phi nga vội vàng nói ta chỉ giúp ông tìm người và chó thôi nhưng không nói sẽ giúp ông kiềm chế đối phương nam cung phù vân cười nói ta giết kẻ ác đó dễ như trở lòng bàn tay không cần ngươi kiềm chế tuy nhiên ngươi đã đến rồi chẳng lẽ không muốn kiếm chút lợi ích cả Tử lăng phi Nga do dự một lúc rồi đáp, được, chúng ta liên thủ rồi tự lấy thứ mình cần. Nam Cung Phù Vân vui mừng không xiết, ông ta nghiêng người lao xuống. Nam Cung Phù Vân đáp xuống trước mặt Phương Tri Hành trong tiếng gầm rú, ông ta chấp tay sau lưng, mặt mày kiêu ngạo. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nam Cung Phù Vân đánh giá Phương Tri Hành vài lần, không tìm thấy bất cứ đặc điểm nhận dạng nào trên người cậu, không thể nhìn ra lai lịch của cậu. Phương Tri Hành bình tĩnh hỏi ngược lại, Ta là Lý Tinh Lạc, môn nhân Thính Triều Ổ, ngươi là ai? Lý Tinh Lạc cái rắm. Nam cung Phù Vân cười nhạo, lão phu đã liên lạc với Thành Lô Vĩ, hừ, mấy chuyện tốt ngươi làm bên đó đã sớm lan truyền rồi. Tên nhóc ngươi vô cùng độc ác, thích giả mạo người khác, giả heo ăn thịt hổ, cướp bóc, ngay cả người của gia tộc Nam cung ta và tông môn Hà Phi cũng bị ngươi hãm hại. Phương Tri Hành chợt hiểu ra, cậu mỉm cười nói, hóa ra là Nam cung lão tổ đích thân đến thất kính thất kính. Nam Cung Phù Vân hừ lạnh, đã biết Lão Phu là ai, khuyên ngươi nên biết điều, trả lại toàn bộ tài vật ngươi đã cướp đi. Dừng một chút, ông ta lại nói thêm, niệm tình ngươi không giết ai, vẫn còn lý trí, Lão Phu có thể không truy cứu tội của ngươi, nhưng ngươi phải lập tức cút khỏi bạch thu tinh. Phương Tri Hành không khỏi bật cười, cậu khẽ thở dài nói, ta xem ký ức của Nam Cung Tuân, biết được chuyện Nam Cung Phù Vân ngươi cũng là một người từ bên ngoài đến. Năm đó ngươi di cư đến Bạch Thu Tinh, vì muốn có được một nơi tốt với tiên khí nồng đậm, nên đã tàn sát toàn bộ, thành Yến Quy, xây dựng Nam Cung thành hiện tại trên vô số thi thể. Sau đó, ngươi tự xưng là chủ nhân của Bạch Thu Tinh, âm thầm loại bỏ những người có thể đe dọa đến ngươi, đúng không? Sắc mặt Nam Cung Phù Vân trở nên u ám, ông ta lạnh lùng nói, điều tra lai lịch của Lão Phu, ngươi muốn làm gì? Phương Tri Hành thản nhiên cười nói, thật ra ta vốn không có ý định làm kẻ địch của ngươi, nếu hôm nay ngươi không đến, có lẽ ta sẽ sớm rời khỏi Bạch Thu Tinh rồi, đáng tiếc mọi chuyện không như ý muốn. Nam cung Phù Vân cười hung tận, bất nói nhảm đi, lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức giao tất cả tài vật ra. Phương Tri Hành thu lại mọi biểu cảm, nói từng chữ từng chữ một, thứ lỗi khó làm theo. Tìm chết. Nam cung Phù Vân không nhịn được nữa, ông ta chợt rút kiếm ra khỏi vỏ tung một lùng kiếm quang chói lọi luồng kiếm quan đó mang theo sức mạnh túc mệnh, sắc bén vô song, chém đứt túc mệnh của người khác, tuyệt diệt sinh cơ, vô cùng đáng sợ. Chính là một trong những tuyệt học của Nam Cung Thế Gia, Am, Tâm Kiếm Thần Quyết. Phương Tri Hành vô cùng bình tĩnh trước chuyện này, cậu trở tay lấy kính lục hợp ra, truyền một lượng lớn sức mạnh túc mệnh vào trong. Đột nhiên kính lục hợp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mở một lớp bảo vệ hình cầu. ầm một tiếng, kiếm quang vỡ tan, trường kiếm bị chấn động ngược trở lại, kính lục hợp nam cung phù vân kinh ngạc sự khó hiểu không cùng hiện lên trên mặt ông ta phải biết rằng kính lục hợp là tiên bảo của đường viễn quang đã nhận chủ bằng máu mà đường viễn quang chưa chết theo lý thì lúc này kính lục hợp vẫn nên nhận đường viễn quang làm chủ người khác rất khó điều khiển được nó nhưng tình hình hiện tại chính là phương tri hành không gặp khó khăn gì khi sử dụng kính lục hợp cậu điều khiển dễ dàng nam cung phù vân khó có thể tin được nhưng tay vẫn không ngừng ông ta lại vung kiếm tấn công không ngờ đột nhiên kính lục hợp xoay chuyển luồng kiếm quan do ông ta phóng ra bất ngờ dội ngược trở lại chém vào ngực ông ta phục nam cung phù vân trên một tiếng áo bào rách toạc một vết máu xuất hiện trên ngực ông ta phản xạ tấn công nam cung phù vân giật mình với thực lực kiến thiên địa của ông ta lại không thể phá vỡ kính lục hợp còn bị phản đòn lúc này một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn ta, Nam Cung Phù Vân không khỏi hoảng sợ. Chỉ vậy thôi hả? Thấy Nam Cung Phù Vân không dám rút kiếm nữa, Phương Tri Hành thu kính lục hợp, cầm trong tay trái làm lá trắng. Sau đó Phương Tri Hành giơ tay phải ra, đẩy ngang một chưởng. Trấn ngục kiếp thủ. Chưởng lực mạnh mẽ tuôn ra, bột phát sức mạnh túc mệnh không thể đo lường. Gia đầu Nam Cung Phù Vân tê dại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xác nhận rồi, Đối phương cũng thuộc cảnh giới kiến thiên địa, hơn nữa tu vi còn cao hơn ông ta một bậc. "Tên khốn kiếp, ngươi thích giả heo ăn thịt hổ như vậy à?" Nam cung Phù Vân muốn khóc không ra nước mắt, không nghĩ ngợi gì mà dơ kiếm đỡ. "Ầm", um, lực mạnh nhập đến, Nam cung Phù Vân bay ngược ra ngoài, sau đó một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng ông ta. "Thứ gì vậy?" Nam cung Phù Vân giật mình, ông ta dùng khóe mắt liếc nhìn. Vừa nhìn thì thôi xong, ông ta lập tức tái mặt chỉ thấy một thiết sử nữ ngưng tụ mở ra làm hai nửa để lộ ra những chiếc đinh dài dày đặt bên trong nam cung phù vân lùi lại một bước chui vào trong thiết sử nữ rầm thiết sử nữ nhanh chóng khép lại đứng thẳng trên mặt đất aha không có gì bất ngờ tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên từ bên trong thiết sử nữ kèm theo một chút máu chảy ra khóe miệng phương tri hành nhếch lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tế cẩu và tử lăng phi nga đang đối đầu nhau dương cung bạc kiếm chuyện kỳ lạ là tử lăng phi nga lại có thể nói tiếng người vô cùng trôi chảy phải biết rằng đến bây giờ tế cẩu vẫn chưa nói được tiếng người không thể nào bây giờ còn có tiên thú không biết nói tiếng người hả tử lăng phi nga tràn đầy cảm giác ưu việt không ngừng chế giảo và khiêu khích tế cẩu mẹ nó chứ tế cẩu tức giận lần đầu tiên gặp tiên thú biết nói lại bị đối phương kinh thường không hề thương tiếc. Sau đó, tử lăng phi Nga bay lượn tự do, lại chế giảo, ngươi đến bắt ta đi. Không phải chứ, bây giờ vẫn còn tiên thú không biết bay à. Tế cẩu. Một lát sau, đột nhiên tử lăng phi Nga nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Cứu ta. Nam cung phù vân gào lên kinh hải, liên tục cầu xin. Tử lăng phi Nga vô cùng sửng sốt, đột nhiên bay lên cao, nhanh chóng rời xa một người một chó. Tế cẩu lập tức truyền âm, Phương Tri Hành, bắt con thiêu thân đó lại, đừng để nó chạy thoát. Khóe miệng Phương Tri Hành nhếch lên, tam nhãn xuất hiện hên mi tâm. Xoẹt, một tia sáng vàng bắn ra, xuyên qua không gian giống như một mũi tên vô cùng mạnh mẽ. Thân hình tử lăng phi nga rung lên, một lỗ máu lớn xuất hiện trên ngực, sau đó hình như nó không thể di chuyển được nữa, cắm đầu rơi xuống đất. Phá kiếp kim quang, uy năng vô cùng, sùng một kim mâu bị phương tri hành sử dụng như M, một phát xuyên thủng ngực ầm tử lăng phi nga nhanh chóng rơi xuống ngã thật mạnh trên mặt đất đập ra một cái hố to bụi đất cuốn bay gâu gâu tế cẩu bay ra một chia ra làm chín vây quanh tử lăng phi nga há mồm cắn nó đừng cắn thịt của ta có độc không thể ăn tử lăng phi nga hoảng sợ kêu to tha mạng tha mạng đậu xanh tế cẩu bộc phát hung tính, điên cuồng cắn xé. Phương tri hành hơi trầm ngâm, xua tay nói, ngừng một chút. Động tác của tế cẩu ngừng lại nhưng không buông miệng ra, truyền âm hỏi, làm sao vậy? Phương tri hành nhìn tử lăng phi Nga, dò hỏi, làm sao ngươi học được nói tiếng người? Tử lăng phi Nga đáp, ta không phải tiên thú hoang dại mà là linh sủng do, lăng yên cung, chuyên môn nuôi, thổi nhỏ ở cùng với nhân loại, linh trí mở ra, cứ như vậy thức tỉnh nói được tiếng người. Vô sư tự thông. Phương Tri Hành cạn lời, liếc nhìn tế cẩu, không nhịn được mỉa mai. Ngày nào mày cũng ở chung với con người, kiếp trước còn là một tên cạn bã, sao không thức tỉnh nói được tiếng người vậy? Tế cẩu càng thêm cạn lời, hóa ra tiên thú biết nói tiếng người, chính là đầu óc thông suốt là được. Phương Tri Hành không khỏi khinh thường nói, đầu óc là đồ tốt, chỉ tiếc mày không có tế cậu nhất thời càng muốn cắn chết tử lăng phi Nga. Tiên nhân tha mạng. Tử lăng phi Nga đập cánh, ra sức giải dụa, hét lên, hãy nể mặt lăng yên cung tha cho ta một mạng, chắc chắn sẽ có hậu báo. Phương tri hành tìm kiếm tin tức trong đầu, kinh ngạc nói, lăng yên cung ở tinh hoàng nào, sao ta chưa từng nghe nói. Tử lăng phi Nga trả lời, lăng yên các không có vị trí cố định, nó là một tiên cung trôi nổi giữa tinh tế, ranh giới giữa các tinh cầu tiên cung tinh thần phương tri hành vừa động lúc ở tầng thứ tư thiên hạ võ thánh cậu từng đi qua một tiên cung chu viên còn có môn thần công am tô vô lượng ma chưởng này cũng là đến từ một tiên cung nào đó phương tri hành không khỏi hỏi rốt cuộc tiên cung là tồn tại như thế nào tử lăng phi nga cẩn thận giải thích ở tu tiên giới phân chia thế lực dựa theo cấp bậc cấp thấp nhất là tiên thành cấp thứ hai là tiên tinh cấp thứ ba là môn phái thế gia vắt ngang tinh tế vân vân. Cấp thứ tư là chủ của tinh hoàng, cấp thứ năm và phía trên là cái gì thì ta không rõ lắm. Mà tiên cung sở hữu thực lực lớn mạnh có thể tiến hành du lịch tinh tế, ít nhất phải là thế lực trên cấp ba. Ta nghe người của Lăng Yên cung nói cho dù là những chủ tinh hoàng thấy cung chủ bọn ta cũng phải khách sáo. Trong lòng Phương Tri Hành hiểu rõ, tặc lưỡi nói, nếu ngươi đã có chỗ dựa vững chắc như vậy, sao lưu lạc đến Bạch Thu Tinh, bị Nam Cung Phù Vân sử dụng? Nhắc tới điều này, tử lăng phi Nga thở dài liên tục, buồn bực nói. Cái tên cưỡi ta ra khỏi cung làm việc đột nhiên gặp phải một đám người phục kích, ác chiến một trận. Kết quả tên đó bị giết chết, ta cũng bị thương, đành phải tự mình chạy trốn, bởi vì thương thế quá nặng mà rơi xuống tinh cầu này, cơ duyên xảo hợp được Nam Cung Phù Vân cứu. Ta là vì báo ân cứu mạng, lúc này mới trợ giúp Nam Cung Phù Vân tìm kiếm các ngươi. Phương Tri Hành trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi còn có thể tìm được Lăng Yên Cung không? vừa nghe lời này, tế cẩu đã biết Phương Tri Hành muốn làm gì. Dựa theo chiêu trò quen bậc hách của tên này, cậu ta sẽ lựa chọn trà trộn vào một thế lực, khiêm tốn phát dục, chờ sau khi mạnh lên sẽ làm mưa làm gió. Tiên cung là cứ điểm có thể di động, chẳng những cực kỳ an toàn còn có thể cho người ta du lịch miễn phí, mở rộng hiểu biết, thuận tiện sưu tập các loại tài nguyên. Trong tinh vực mênh mông vô ngần này, đối với hách mắt cấp mà nói, tiên cung quả thực là tuyệt phối. Có thể. Tử Lăng Phi Nga trả lời như chém đinh chặt sắt, chỉ cần ngươi tha ta một mạng chó, ta bằng lòng bỏ qua chuyện trước đây, tiến cử ngươi gia nhập Lăng Yên Cung, thế nào? Phương Tri Hành khinh thường, bật cười nói, một linh sủng như ngươi có quyền phát ngôn Lăng Yên các à? Tử Lăng Phi Nga liền nói, đừng nhìn ta là linh sủng, rất nhiều nhân vật lớn đều từng cưỡi ta, ta đều có thể nói chuyện với bọn họ. Tế cậu không khỏi ném tới ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nói sao đi? Cương tri hành phất tay áo, tế cẩu ngầm hiểu, buông lỏng miệng ra. Cảm ơn ân không dết. Tử lăng phi nga như trút được gánh nặng, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím chợt lóe, tiện đà thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành kích thước cỡ nắm tay. Lúc này, nó nhắc nhở, ân công, có tám tiên nhân đang chạy về phía này. Cương tri hành hơi nheo hai mắt lại, cẩn thận hỏi, hạt bụi của ngươi phát hiện được. Đúng vậy, bụi của ta có năng lực tra xét rất lớn mạnh. Tử lăng phi Nga giống như tranh công, kiêu ngạo nói. Phương tri hành hỏi, thực lực gì? Tử lăng phi Nga liền nói, ví dụ đối phương không có pháp môn che giấu tu vi độc đáo, vậy bọn họ khẳng định là không lớn mạnh bằng ân công ngươi. Phương tri hành lại hỏi, bọn họ ở phương hướng nào? Tử lăng phi Nga xoay đầu về hướng Tây Bắc. Phương Tri Hành lập tức mở ra sùng mục kim mâu nhìn phía Tây Bắc, lập tức ngoài vạn dặm phát hiện một ánh sáng mơ hồ đang phá không bay tới. Trong ánh sáng bao trùm một đồ vật, hình dạng giống như một chiếc thuyền nhỏ bay tới với tốc độ cực nhanh, đuổi theo thất thải tường vân. Tử lăng phi Nga vỗ cánh bay lên, dừng trên vai phương tri hành lần nữa nhắc nhở. Tám tiên nhân đó đến từ thành Thủy Tiên, trong đó một người là từ ngoài không gian truyền tống tới. Phương tri hành nháy mắt hiểu ra. Khẳng định là đường viễn quang, thằng nhãi này sau khi bị cậu cướp đoạt, trong lòng không phục, kêu viện binh, ngày cướp bóc đó tu vi của phương tri hành là kiến tự kỷ viên mãn căn cứ địa mấy người mà đường viễn quan gọi đến đại khái là cấp bậc kiến thiên địa đồng thời phương tri hành cũng nhớ mày âm thầm kinh ngạc năng lực tra xét của tử lăng phi nga thật sự không thể khinh thường cũng phải ngay cả hành tung của cậu cũng không thể tránh khỏi sự truy tung của tử lăng phi nga truyền tống tinh tế à phương tri hành chuyển hướng thiết xử nữ giữa năm ngón tay nắm chặt thiết sử nữ chen chen chấn động mấy cái a à, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết nam cung phù vân sống sờ sờ tra tấn đến chết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha